trên con đường một mình em về nơi chốn tha phương. Cơn đau xa người còn thắm môi hôn nhớ về anh. Phút chia tay anh nói lời tiễn đưa, mắt em buồn nhìn anh thôi đã mang. Đến hôm nào mùa trăng thu chờ anh đến bên tôi, vui thắt giá rời hình bóng em theo trong tối này. Thoáng hương xưa thôi cũng đành nói cho nhau sớm cũ, dấu vết ai ân tan theo như lời nói khi lìa nhau. Bàn tay như cô kêu những ước mơ đã mãi xa rời. Nhìn tháng năm tan phai hình bóng thôi còn ai. Bàn tay như cô chào mừng tất cả quý vị và các bạn đã trở lại với Thành Phạm An Tech. Các bạn đang nghe cái bản nhạc đoạn khúc cuối cho em do Phương Anh thể hiện. Hôm nay tôi làm lại cái bài test loa kèn An Tech kết hợp với loa ngoài, tức là một bộ kèn An Tech mình lắp với cái loa ABC gì đó của mình, thì vẫn là cái cặp Tannoy còi còi cũ của tôi đang có. Và cái âm ly đánh cái bộ này thì vẫn là cái âm ly Lickman trước mặt các bạn kia là LX33. Đó, nó chạy 4 cái bóng L34. Đó. Thì hôm nay tôi làm cái bài này nó cụ thể hơn những cái bài trước, bởi vì là nhiều bạn hiện giờ vẫn còn chưa định hình được cái ghép kèn nó như thế nào. Đó. Thì ở cái cặp kèn này và với cái đôi loa này và với cái không gian khoảng tầm 30m² và dưới 30m² thì nó rất chi là thích hợp và nó rất chi là tương xứng. Nó không như những cặp trước tôi ghép nó mang tính chất đại khái, tức là mình cứ đặt cái kèn vào và mình đặt cái củ kèn lên thì các bạn, nhiều bạn chưa hình dung ra được. Thì hôm nay thì với cái phòng khoảng tầm 30m² và hoặc là dưới 30m² là như cái phòng của tôi nó tầm 20m². Đó, thì tôi đang ghép cái bộ kèn là kèn 811, củ kèn là 807-8A và kết hợp với bộ phân tần của Antech nữa là L801-8A. Đó, đánh vào cái âm ly Lixman LX33 này như các bạn vừa mới nghe Phương Anh thể hiện đó. Thì nhân tiện cái bài này thì tôi cũng cảm ơn rất nhiều anh em, các bác ở các nơi bốn phương. Qua thời gian dài vừa qua tôi vừa làm clip đó là kết hợp với cái loa ngoài, cái kèn Antech này mình đặt lên cái loa ngoài, thì cũng đã ủng hộ Thành Phạm, cũng đã lấy rất nhiều kèn và rất nhiều củ về để ghép cho những cái đôi loa yêu quý của mình đó. Thế nhưng mà hôm nay tôi vẫn phải làm lại cái bài này vì vẫn còn nhiều bạn còn mông lung, vẫn chưa hiểu lắm. Mà tôi cũng thấy rằng là mấy cái bài trước tôi làm nó mang chất đại khái quá, nó không được
chi tiết như cái bài này. Bài này tôi sẽ làm, tức là cái kèn nó cụ thể, mình đặt hẳn lên trên cái loa trên để mình phối ghép nó ra nó đúng cái trên dưới, nó cùng giải đấy, và nó tương xứng cái phòng này, và cái kèn này nó tương xứng với cái loa này. Đó, đánh với âm ni của tôi còi còi 20 triệu này. Đó, các bạn vừa nghe. Thì các bạn trước đây thì tôi cũng đang nói tiếp là cũng đã lấy rất nhiều kèn và rất nhiều củ về để ghép với những đôi loa ở nhà của mình. Và có bác còn chơi cả bộ kèn A5 rất to, rất khủng về ghép cái đôi loa Tannoy Memory của mình. Thì cũng có nhiều người ghép với JB, ghép với AR, vân vân rất nhiều. Đó, thì rất cảm ơn các bác đã tin tưởng Thành Phạm và đã mua ủng hộ cho Thành Phạm. À, và hôm nay tôi làm lại cái bài này mang tính chất là kỹ hơn, chi tiết hơn, để bác nào còn chưa nắm được thì các bác cân nhắc và tham khảo. Rồi, mời các bạn nghe tiếp. Đến hôm nào mùa trăng thu chờ anh đến bên tôi, vui thân xa rời hình bóng em theo chân gối này, thoáng hương xưa thôi cũng đành nói cho nhau lời cuối cùng dòng chân em rơi gắn gắn buồn tay. Và ngày em đi, anh đưa môi tìm lên mùi xuân cũ, dấu vết ái ân tan theo như lời nói khi lìa nhau. Bàn tay như cũ kêu như ước mơ đã mãi xa rời, nhìn tháng năm tan phai hình bóng thôi buồn ai. Bàn tay như cũ kêu như ước mơ đã mãi xa rời, nhìn tháng dấu chân em rơi cắn ghét người.
mùi sân cũ dấu vết ai ân tan theo như lời nói khi lìa nhau. Bàn tay như cô kêu như ước mơ đã mãi xa rời, nhìn tháng năm tan phai hình bóng thôi còn ai. Bàn tay như cô kêu như ước mơ đã mãi xa rời, nhìn tháng rồi. Bây giờ tôi sẽ tháo cái bộ kèn này ra và mời các bạn nghe cái cặp ta nói không nhé, thì các bạn sẽ thấy nó sự khác biệt như nào khi ta ghép cái kèn thêm vào cái đôi loa yêu quý của mình đang chơi ở nhà, không cứ dù ta nói mà bất kể một đôi loa gì đó nha. Bây giờ tôi sẽ tháo cái kèn này ra. Đó. Mời các bạn nghe lại cái bản đoạn khúc cuối cho em do Phương Anh thể hiện nhé. Trên con đường một mình em về nơi chốn tha phương, cơn đau xa người còn thắm môi hôn nhớ về ai. Phút chia tay anh nói lời tiễn đưa, mắt em buồn nhìn anh đến hôm nào mùa trăng thu chờ anh đến bên tôi, vui thân ra rời hình bóng em theo chân núi này, thoáng hương xưa thôi cũng đành nói cho nhau lời cuối cùng dấu chân em dấu. Đến hôm nào mùa trăng thu chờ anh đến bên tôi, vui thân xa rời hình bóng em theo chân gối này,
quãng hương xưa thôi cũng đành nói cho nhau lời cuối cùng giấu trên em rơi. Qua nhưng mà những bạn chưa rõ thì các bạn có thể cắm tai phone, các bạn nghe đi nghe lại để các bạn so sánh. Thực ra cặp loa Tannoy này, tôi và rất nhiều anh em chơi audio file thì người ta đều đánh giá cặp Tannoy này rất hay. Loa Anh thì là rất hay đấy. Cái tiếng trung âm của nó rất ngọt, rất mềm và rất mịn. Thế và cái bass của nó rất trầm sâu. Đó. Thế nhưng mà nghe riết rồi thì mình cứ thấy nó thiếu thiếu, nó cứ cảm thấy nó kiểu gì. Nó cứ không được là phăng ra, nó cứ như là một cái gì nó che che trước mặt, cảm giác là nó không được gần với ca sĩ lắm, mặc dù cặp loa này là rất hay. Thế nhưng khi mà cái tiếng bass nó rất mạnh, tiếng bass nó bao trùm cả căn phòng này, nó rất mạnh luôn đấy. Thế đến khi mà mình ghép cái cặp kèn này vào thì cái cặp kèn này là củ kèn 807-8A và kèn 811 này thì nó tương xứng với cái đôi này và tương xứng với phòng tầm 3m2 thì nó vừa tầm tiền các bạn ạ. Cho nó không lớn như những cái cặp cái củ kèn 808 hay 802 thì nó lại lớn, với cái kèn 511 thì nó lại lớn, thì nó lại nhiều tiền. Thì cái cặp kèn này nó vừa tiền, nó tương xứng với những cái phòng vừa và cái đôi loa vừa. Đó. Thì khi ta ghép vào thì tôi thấy nó bừng lên, với tôi cảm nhận thì thấy nó bừng lên. Và cái độ gai góc, độ khề khà nó và độ analog nó thì tăng lên rất nhiều. Vì cái Antanoi này nghe cứ mịn mịn ngọt ngọt thì nghe lại hơi đi guitar. Thế khi ghép cái này vào thì cái độ khề khà này, cái độ gai góc thì nó lổi lên, analog nó lổi hẳn lên. Đấy, nó che, nó đè mất cái ngọt ngọt đi guitar đi. Thế và khi ta nghe một bản nhạc đó thì ta cảm thấy rằng là cái bản nhạc đó nó rất sinh động. Đó. Và cái tiết tấu nó nhiều cái tiết tấu hơn, bởi vì cái loa khi mình đang nghe cái loa gốc của mình ở nhà, cái đôi loa đã yêu quý của các bạn ấy, thì nó cũng thể hiện tất cả các nhạc cụ, nhưng mà nó nhiều cái nhạc cụ nó thể hiện không rõ. Thế nên ra là khi đưa cái cặp kèn này vào, Antech này vào thì cái nó sẽ thể hiện cái nhạc cụ nó tốt hơn. Thế nên ra là nghe nó nhiều tiết tấu hơn. Đấy, nghe cái bản nhạc thì nó rất chi là có ý nghĩa và truyền cảm. Thế và lời ca sĩ thì rất chi là tròn vành rõ chữ. Đó là tôi cảm nhận. Còn các bạn nào chưa lắm được thì các bạn cứ cắm đi tai nghe để nghe đi nghe lại để các bạn cảm nhận. Còn những các bác đã chơi rồi thì các bác biết rồi, đã chơi rồi và đã tin tưởng Thành Phạm, đã mua của Thành Phạm rồi thì đã biết rồi thì cũng không nói. Cảm ơn các bạn. Nếu như bạn nào có nhu cầu gì về loa củ kèn hay là kết hợp thêm hay là mua bộ cấu hình gì thì cứ nhấc máy gọi điện cho tôi. Đó, thì tôi sẽ giải đáp và ta sẽ trao đổi.
Và về còn video ngày hôm nay thì cũng làm cái bài so sánh này thì đến đây là hết. Cảm ơn các bạn đã xem video đến phút thứ 21. Hẹn gặp lại các bạn trong video tiếp theo. Cảm ơn các bạn rất chi là nhiều. Nếu các bạn cảm thấy yêu mến kênh Thành Phạm thì nhớ đăng ký kênh và bật chuông để có video mới thì các bạn xem kịp thời nhé. Xin chào.